khi mà xem phim xong á, chị tự nhiên chị nhẹ người lại và chị thấy chị rất là vui là được các chị báo chí, các em nè, rồi khán giả nè, các anh chị đồng nghiệp nè, rồi nói chung là ai cũng khen chị hết á. Tại vì người ta thấy chị kỳ này cái nhân vật chị nó khác lạ những cái nhân vật khác lớp trước á. Lúc trước thì chị hài hước tí xíu, còn bây giờ chị nghiêm khắc, chị nghĩa có vẻ như là một người phụ nữ khó chịu quá. Tôi cảm ơn chị khi mà chị xem mình trên màn ảnh, nhận thấy là một người chị cũng cảm thấy nhẹ lòng mà đỡ căng thẳng hơn chứ. Nhẹ lòng đỡ căng thẳng lắm em, chứ cứ kiểu như mình cứ bồn chồn là mình quay rồi đó, mình cảm giác như mình phải chờ đợi ra rồi phải đợi từ người này người nọ góp ý hay là nghe những cái tiếng khen tiếng chê nữa, cho nên chị cảm giác chị lo lắng lắm. Và đây là cũng như là cái nhân vật nó cũng mới lạ trong cái những nhân vật khác. Nhưng mà đây không chỉ là mới lạ, đối với hình ảnh trước chị từng đóng nó là người già, nhưng mà già lắm chị vào đời thì khi mà chị nói cho nhân vật chị thay đổi cái hình ảnh, cái quan hệ đúng như nào, cái thay đổi thói quen nào thì cần cái nhân vật hơn. Ở ngoài với lại ở trong phim chị nha, mọi người là chị hoàn toàn khác nhau á. Ở ngoài thì chị vui vẻ hòa đồng và nói chung là chị thoải mái á, còn ở trong phim là một cái bà rất là căng thẳng, mình rất là lúc nào cũng là khó chịu hoặc là phải nghiêm khắc á. Cho nên là khi mà chị nhận cái vai này thì chị thấy mình phải làm được chứ, đâu có gì mà phải tay từ chối. Riêng về diễn xuất thì chị không có ngại, mà chị chỉ ngại là chị lời thoại thôi. Lời thoại của chị nó hơi khó là tại vì mọi người cũng biết là chị học thoại rất là khó và chị cũng không có nhớ, và văn chị cũng không có trong đầu nữa, cho nên là chị chỉ sợ cái lời thoại của chị thôi, chứ bất cứ ai bỏ vai gì chắc chị nghĩ chị sẽ làm được hết. Thì chị đã làm ra để cho mình già đi trong ngoại hình cũng là trong cái dáng đi, là mình nói cái cách ứng xử chị cũng giống như vậy. Chị thấy chị nói chung là khi mà chị biết được cái nhân vật này rồi đó thì tự cái con người của chị á là chị hình dung nó và chị phải diễn đúng cái nhân vật này, chị làm cho nó không có trẻ trung hoặc là không có nghĩa nói sao đó. Bên ngoài thì chị đã nói là chị khác hẳn, cái này là cái nhân vật cũng là khác hẳn với đời thường của chị luôn, cho nên là những cái nói, những cái sinh hoạt hàng ngày cũng không giống ở trong phim nhà bà nữ luôn. Trong phim bà nhà thì chị nói rất là nhiều, nhưng mà nói rất nhiều, nói rất lâu tiếng. Thì cái này mà đóng phim này thì làm chị như thế nào về giọng nói, như là về sức khỏe của chị? Sức khỏe của chị thì nói chung dạo này thì chị cũng hơi bị hay bệnh lặt vặt á, còn cái giọng nói của chị có những cảnh chị phải la nhưng mà chị bị kềm chế được. Có những lúc em cũng thấy cái giọng chị nó hơi cào cào, nhưng mà không có sao hết á chị. Hay là tại vì quay mà chị mới ngại hả? Hay là tại vì quay không ngại. Sao chị, tại chị không biết nói á. Tôi biết nói, nhưng mà chị bình thường thôi. Nhân vật bà nữ thì cũng là người mẹ có hai con giống chị ở ngoài đời ấy, thì em không biết là cái nhân vật này trong cái chuyện làm mẹ cũng như là cái cuộc sống và với một người mẹ của mình thì chị với nhân vật có gì giống nhau hay khác nhau? Bình thường ở ngoài ở gia đình chị á thì chị không có nghiêm khắc gì, chị rất là thoải mái với con cái của chị. Chị không có khó chịu và chị cũng không có phải như, bắt buộc con chị phải làm theo chị. Cho nên là bởi nãy em hỏi chị là có giống đời thường, nó hoàn toàn khác hẳn. Chị thấy một cái nhân vật này á, nó cũng rất là lạ với chị. Nó tại vì nếu như bình thường chị là một người mẹ ở ngoài mà đem lên phim thì nó là quá dễ. Còn đây là một người mẹ trong phim và một người mẹ ở ngoài, nó khác nhau. Vậy thì nếu mà khác nhân vật trong là cách ứng xử với con cái
có nhiều cái nó cũng khó khăn, nó cũng làm cho áp lực về con cái. Và sau khi mình coi phim rồi thì mình thấy là mình cũng không nên như vậy. Tại vì cái xã hội nữa, còn cái xã hội nữa, con mình nó lớn nó sẽ, nó phải đi ra ngoài và nó phải tiếp nhận những cái gì, và nó có phải học hỏi thêm chứ không phải cá nhân về một người mẹ con. Cho nên là khi mình xem phim rồi chị mới thấy được là một cái người mẹ này nó quá nghiêm khắc. Một người mẹ làm cho con phải đau khổ á, chị sợ cái cảm giác như vậy lắm. Cho nên là hên là chị nghĩ là chị không có giống như nhân vật. Vậy thì lúc mà đóng vai này có một cái lúc nào trên trường quay cảm rất là bức xúc, không thể nào tìm được cảm xúc của gì, nhưng mà quá khắc chị trong cái cách trong quan điểm dạy con như vậy, không tìm được cảm xúc của nhập vai. Chị rất là nhập vai. Nói về cảm xúc thì chị, lúc nào kể ra tới phim trường vô vai là chị rất nhập, mặc dầu là nó không giống chị, nhưng khi chị diễn là nó ra vai hình như là cái vai bà nữ nó đang vô con người của chị chứ không phải chị là Lê Giang nữa. Vậy thì với cái mối quan hệ của bà nữ với mẹ mình là bà Ngà, chị có tìm được cái sự đồng điệu với mối quan hệ của chị và mẹ chị ngoài đời là ngoài đời hiện tại hả? Vâng.